All right. Hello. Welcome back to another episode with Chef Cowboy, aka Cajun Asian. Again, we want to say hello to everybody. Hope you had a great Easter weekend. Hôm nay sẽ làm cái món rất là đặc biệt, mực nướng. So a special recipe của Chef Cowboy nha. So I don't share this recipe with nobody. So vì mai mốt nhà hàng nó sẽ lấy recipe của Chef Cowboy. No, thôi. So today we have mực tươi. Okay. Hello, chị Marian. Hello, anh chị Châu. Hôm nay có nhiều khán giả lên. Jenny, Nhi Nguyễn. Hello, em. Or hello, chị. Hello, bạn. Ok, hôm nay có mực. Này mực mực của Nhật quý vị. So very tươi. Có hành, có ngò, mực ngò. Là the best combo quý vị. Em mà học cái món này, cái chiêu ở bên Việt Nam. Very lẹ, quý vị làm cái món này không có lâu. Okay, so vài món, vài ingredient là xong. Để cho các quý vị. Andre Nguyễn, hello cousin. Oh, chắc này bà con mình ở bên Pháp rồi. Chỉ có một người tên là Andre. Andre là ở bên Tây. I think that's my cousin ở bên Pháp. Ok, thì bắt đầu bỏ vô tí tiêu. Hello cousin, khỏe không? Lâu quá rồi không gặp, chắc năm này về bên Pháp chơi á. This year I'm gonna come over to France to visit the family. Hello anh Hoàng, or chị anh chị Hoàng. Ok, lấy một khoảng muỗng tỏi. Lấy tí dầu mè. Cho nó có mùi. Tí xì dầu. Hello chị Hạnh. Hello again, khán giả specialty của Chef Cowboy. Khán giả quá dễ thương. Đó, cắt ra miếng nhỏ như vậy, quý vị. Lấy tí hành lá, cắt cái đít ra, cắt ra miếng nhỏ nhỏ. Ok, lấy tí ngò. Thêm vài cục nữa. Rồi bây giờ bỏ hết vô đây. Vì đây mua nhưng ok anh Hoàng, có gì chị Hoàng em phải cần có người thông dịch cho em nha, em không đọc được, xin lỗi chị hay là anh. Ok, sau mình bào bào tí thôi. Nên bây giờ mình sẽ lấy rau ngò, gừng, đủ thứ mình sẽ nhét vô. Nhét vô cái bụng của mực. Tí nữa sẽ ra rất là tuyệt vời quý vị. That's why em mới bỏ bao tay lên hôm nay.
Đó, lấy miếng gừng, ngò, hành, everything. Nhét vô thôi quý vị, đẩy nó vô. Đẩy hết vô. Keep pushing everything in. Bỏ hành, gừng, bỏ hết vô. Push as much as you can in. So cái mùi với con mực sẽ rất là thơm quý vị. Very very thơm. Đó. Còn gì nữa thì chứ quý vị chứ try to đẩy vô hết, nó sẽ làm cái mực nó rất là thơm. Đó. Còn vài miếng gừng nữa thì đẩy vô hết luôn. Rồi thôi, đủ rồi. Không còn chỗ để nhét. Hành vô, vô đây được. Hành nó nhỏ, hành nó thơm á quý vị. Sẽ làm nhét hai miếng. Đó. Ok. À, ok anh Hoàng mua, anh chị Hoàng mua một cái, đúng rồi. Mua về thử đi quý vị. Rất là dễ anh. Tuyệt vời để làm. Hôm nay em làm mấy con mực ống, em nhét hành, gừng, tỏi vô đây. Ok rồi, rửa tay cái. Ai mà mua hôm nay á thì giá nó lên rồi quý vị. Ok, nói trước rồi. Cái đó là không phải giá của em, cái đó là giá công ty á. Đó. Sáng em nướng thịt đại hàn trong đây chưa rửa nữa. See? So you don't have to wash every day. Đó. Ooh, wow. Rồi, quý vị. See that? Đó, mực, hai con mực. Sẽ bị rất là tuyệt vời quý vị. Ok, bây giờ đậy nắp, bật lên 15 phút. Nếu ok 15 phút cũng được, không sao. Bây giờ em bỏ cái nhân vô á, em bỏ cái nhân vô thì cái rau với cái hành với ngò thì it's gonna take a little bit longer để hấp trong. So hôm nay em xài dầu mè, tí xì dầu. Tỏi này em xay rồi nha quý vị. Xay em mua bao về bự lắm.
có một ngày nào em sẽ chỉ cách mà xay bỏ tí dầu ăn hoặc là garlic olive oil, and then mua cái nắp này. Cái nắp này nó có cái miếng rubber piece đó, để nó giữ cái mùi tươi của cái tỏi. Ok, nó cho nước vô. Chị Miriam, yeah, em coi hôm nay, yeah, it's actually made in China. Thì chị cứ giữ đi, coi nó có last long không? Nó là bên Trung Quốc. Actually, I guess we're not surprised, right? Everything is made in China this day. Ít khi mình mua được cái gì mà không có ở bên China, đúng không quý vị? So, hello TP, khỏe không? Bắt đầu rất là thơm. So that is my special recipe, quý vị, to nướng mực. So đó là món đặc biệt của Chef Cowboy là mực nướng. And con mực này là ba ống, nó có ba ống khoảng 15 đồng, 12 đồng, sometimes 7 đồng, 8 đồng tùy theo chợ mình vô. Mà em thường không mua cái mực ở ngoài chợ Việt Nam, còn đi vô mua ở chợ Nhật với Đại Hàn, bây giờ quen rồi. Tại vì nhiều lần mình vô mấy cái chợ Việt Nam á, nó để lâu lắm. And nó không có tươi, nó không ngon. And cái mực đó thì nó khác. Mấy cái mực ở trong chợ Việt Nam á, là cái ống nó bự hơn, nó mạnh hơn. Mấy cái mực này thì cái ống nó nhỏ hơn and cái thịt nó ngọt hơn. Okay. So again, very easy, quý vị. So I just use some sesame seed oil, dầu mè, tí tỏi. Xì dầu. Một tí tiêu xay không sánh. And then tí thì ăn với tí ngò. Mực với ngò. Em chưa bao giờ ăn mực với ngò theo em về Việt Nam. Mấy người bạn ở bên Việt Nam chứ nói muốn ăn mực ngon, ok, ăn mực ngon. Chưa bao giờ mà thử. Hả, từ ra đó thì em mới hiểu được là gì, người ta gọi là gì, mực ngò, ngò mực gì á. So ăn mực với ngò is the best, okay quý vị. So the squid and cilantro is the best combination to eat squid. Okay. Oh, rất là tuyệt vời. So yeah, see, máy này mình không cần làm gì hết, quý vị. Once mình bỏ vô, you set it and you forget about it. Không cần lo cháy hay là không, tại vì cái máy này nó rất là hay, là nó không có, mình mà không xài nhiều dầu á, or cái cây á, cái cây mà nó làm để cho nướng á, nó rất là hay, quý vị. Ok. So để em đi lấy chai bia. Ăn mực mà mình có chai bia. Hôm nay cái món này món nhậu, quý vị. Hôm nay làm sớm về 5 giờ. Ăn quý vị. À, cho quý vị coi này. Wow. Rất là thơm. Smells so good.
Chị Mary, hôm nay em cũng nghi ngờ. Em nói, ủa tự nhiên I thought it was made in Japan. Em mới mua thiệt đó. Em nhìn thấy bây giờ em nhìn Trung Quốc em nói thôi, chắc đem đem đi trả đi. Không, nói giỡn thôi. Cái máy này nó rất là tốt quý vị. Hopefully nó không có bị gì. Đó, khoảng 5 5 phút nữa là xong quý vị. Lấy ớt với ngò. Cả ớt tươi. Mấy tí ngò. Đó, máy về đơn giản quý vị, có ngò này, có ớt, có nước mắm ớt với nước mắm đặc biệt, cái nước sauce này, quý vị mà chưa thử đấy, nó gọi là nước sauce là chấm, cũng bạn của em ở Việt Nam, ở bên Mỹ, sau này là no MSG, không có bột ngọt và made in the US. Ai mà quý vị anh chị mà giống như đi làm á, cả ngày á mà không có thời giờ làm nước mắm á, cái nước mắm này rất là ngon quý vị. Nước mắm có nước chanh, có nước mắm, có nước, có đường, có ớt, ớt này, này có ớt Thái chili. Garlic and cilantro. Đó, very đơn giản to make quý vị, but sometimes em cũng người ta nói ồ đơn giản sao mình cần đi mua nước mắm. Thì tại vì mình không có thời giờ để làm, giống như em chef cao bồi về cũng không có thời giờ. Thì em phải cần vô vô chợ làm nước mắm. So that's why em đi mua một bình như vậy để trong tủ lạnh. Okay, after use, bỏ vô tủ lạnh. And cái nước này, nước tương này, nước sauce này chấm đủ thứ thịt hết quý vị. Về tiện, mình ăn đồ hải sản này, thịt này, rau này, đủ thứ hết. Mình muốn, mình mà thích ăn gia vị Việt Nam, thích ăn nước mắm á, thì cái đó anh chị sẽ khoái. Hello Mr. Pikachu, long time no see. Hôm nay cũng mới gặp được Mr. Pikachu, hai vợ chồng dễ thương lắm, cũng gặp được ngoài đời, lần 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 thứ hai. Hồi xưa là được gặp chị Hà Lu, với bây giờ được gặp được Mr. Pikachu ở ngoài đời. Hai hai vợ chồng Mr. Pikachu dễ thương lắm. Anytime Mr. Pikachu, dòng 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 đây thì ghé qua ăn một bữa. Mấy bữa này cũng hơi bận Mr. Pikachu, đi kiếm văn phòng với mới đi chơi về. Mùa hè qua, mùa hè em sẽ nấu bếp ở ngoài đằng sau nhà, rất là tuyệt vời quý vị. Cho quý vị coi này. Đó.
Voilà. Ta-da. Ta-da. Đó. Vài phút nữa để cho cái rau với cái gừng với hành với ngò ở trong cái bụng của mực á, cho nó cái chất của mấy cái gia vị đó cho nó ra, nếu mà nó ra thì thịt nó thơm nó quý vị. So let it cook down, let it cook because that way the that way all the juice and all the flavor comes out and goes into the meat. Okay, cái dầu đủ thứ gia vị bỏ vô đó, tỏi này, có hành này, có gừng này, có ngò này, tiêu này, dầu ăn này, dầu mè, nên tí xíu dầu. Okay, so đút hết vô cái bụng của mực. Rồi, chắc cũng gần sắp chín. Vài phút nữa quý vị. Hello chị Nancy, how are you? Lâu quá rồi không gặp, long time no see. Anh chị có đi đâu chơi mùa lễ Easter last weekend không? Nói cho Chef Cowboy để nghe để đỡ buồn này. Đó, khoảng một phút nữa. Nancy, I'm doing good, thank you. Hope you're doing good too. Mr. Pikachu, yes, không cần appointment, chứ đến thôi, không có sao. Ngày nào em nấu bếp, you welcome anytime chị. Anh chị rất là dễ thương lắm. Đó, xong, đó, đinh một cái là xong. Đó, mình không có sợ nó bị cháy hay là bị gì hết á. Đó, coi này quý vị, wow, look at that. Rất là tuyệt vời quý vị. Đó, cho quý vị coi. Đó, thành cái hành, ngò, cái gì cũng bị chín hết. Đó, bỏ vô 15 phút thôi quý vị, không cần bỏ lâu. Đó quý vị, look at that, rất là tuyệt vời. Hello anh Big Boy, khỏe không? Welcome back, lâu quá rồi không gặp, mới gặp vài tiếng về trước. Long time no see. Chụp hình gái. Đó, chụp hình có bia. Có mực. Đó. Để em chụp hình gái.
Tý đăng lên Facebook. Đó quý vị, that is a dinner for Chef Cowboy tối hôm nay. Được ăn mực, mực nướng xài cái nồi bếp mới của bên Nhật. You see? So về tiền quý vị, sáng em nướng thịt đại hàn trong đây. Bây giờ em nướng mực. And rất là không có hôi quý vị. Mình tưởng tượng là mình xài trong nhà mà nó cũng không có hôi mấy. Rồi trên đây nó có cái máy, nó có cái filter trên đây á. Nó thổi ra cái hơi thì chắc nó bắt vô nhiều mấy cái gì nó hôi hôi á. Ok rồi. Bỏ nó qua bên, bây giờ thử cắt vô ăn miếng ra. Coi coi gia vị. Rồi, cái đầu. Rất là tuyệt vời quý vị. Đó. Thử vài miếng ha quý vị. Let's try it out. Ok, này cho quý vị coi, đó, nó có hành, có gừng, tỏi. Ok, let's chấm với nước chấm trước đi. Rất là tuyệt vời quý vị. Cái đó là cái chanh nướng perfectly, chấm nước mắm ớt đi. Giòn tại vì cái này nó bị nó có dầu cho nó cuối đó, it become very crispy. Rất là tuyệt vời. Cheers. Hello chị Kathy. Wow. Nên quý vị anh chị mà không có ăn, giống như ăn gừng or whatever đó được á thì không cần. Đó, em thích ăn hết. I like to eat all of it. Gừng. Ăn hết luôn. Mấy ngon. Chị ơi. Cái này thường thường em làm á, lúc mà nhậu với bạn á, cái món này á là nó bay lẹ nhất. Bà con thích ăn cái này. Mà bây giờ em có cái máy mới á, bây giờ làm nó lẹ hơn nhiều hơn. Bỏ ra bàn cái ướp vô nướng bật lên 15 phút xong. Hồi xưa phải có máy ở ngoài hay xài bếp lớn phiền lắm quý vị. Cái này mình nướng thịt được đồ hứa hết, rất là cheers. Nên là em thích uống bia Sapporo đó, bia của Nhật. Thường thường ăn đồ biển á và em uống Sapporo không? Đó, thử nước chấm nước ra.
Đó. Nước chấm sauce quý vị. Đó. Ăn tí rau cho nó bổ. Rồi hồi nhỏ ba mẹ nói là ăn nhiều rau à, gì à? Ăn nhiều rau gì à? Ăn cho mau lớn. Mà đâu có lớn bên nhiêu đâu. Cũng xem sai à. Cũng không thay đổi nhiều. Wow, mực này ngon thật đó quý vị. Không có mặn. Very ngọt. Bởi vì em bỏ vô hành lá, gừng, ngò, tỏi, đủ thứ gia vị. Rất là ngon. Cho một lát. Something đăng ông King. Đây là bên đài ông King. Hello An Tran. Hello An Sun Jin. Welcome to the show. Mr. Pikachu quá dễ thương. Qua làm lấy ở trong bếp, nhà bếp. Rồi quý vị, very đơn giản, very easy. Thực sự cái máy á, cái máy nó làm cái nướng con mực á rất là dễ, làm rất là ngon. Em bỏ 15 phút rồi em bỏ nhiều nhân vô. I put a lot of stuffing in it, so I put 15 minutes. But if I don't put a lot of stuff in it, 10 phút được rồi. Mực với ngò và với có bia là tuyệt vời nhất quý vị. Bây giờ hôm nay Monday ngày thứ hai qua rồi. The in corporate là the worst day đúng không quý vị? Monday. Back to reality. Mà hôm nay được ăn một bữa cơm với các khán giả. Chef Cowboy có vui vẻ hôm nay. Ok, so let's chào các bạn nha. Rồi, có chị Mary Ann này, chị An Châu này, chị Jenny Nhi này, bà con mình ở bên Pháp, Andre này, anh Hoàng, chị Hoàng Phạm, chị Hạnh, bên Arizona, anh chị Mary Ann, TP, ai nữa đây, especially Mr. Pikachu. Chị Nancy, Big Boy, chị Cathy Đoàn ở bên North Carolina, chị anh chị anh Trần với anh Sơn Trinh. Thank you very much for joining another fun episode with Chef Cowboy, DK Cajun Asian, ăn mực đặc biệt của Chef Cowboy nướng. Và ăn với nước mắm của công ty người ta gọi là chấm. Do anh chị mà chưa có thử á, vô chờ Việt Nam thử đi quý vị, rất là ngon. And then nước mắm và ớt thường thôi. And then ngò. And that's it quý vị. Okay, so if you like, please like, subscribe and tiếp tục chia sẻ với các bạn dùng Chef Cowboy nha. Bây giờ Chef Cowboy muốn 10,000 người subscriber. So bây giờ lên 1,000 rồi, bây giờ cần thêm 900
950 người nữa. Rồi 9,950 người để subscribe nữa. Ok, bây giờ mình sẽ lên 10,000 người subscriber. Ok. So thank you very much everybody. Hope you guys all have a good night. And if I speak too much Vietnamese, just email me. You have any question for anybody who only speak American or speak English actually, you can send me an email, okay, at cashcowchannel@gmail.com. Okay, and then anh chị quên anh chị lên mua một cái máy này về nướng nướng mực khô này. Sau đây em sẽ nướng mực khô, em sẽ nướng cả đống đồ vô đây cho các anh chị nhìn thấy. Tại em bây giờ em khoái cái gì em khoái á, rồi cái gì nó hay á, rồi cái gì nó tốt á, em sẽ xài hoài. Ok, dùng cái dao này này, dao này em mua của Nhật, rất là tuyệt vời quý vị. Cái dao này cắt thịt, cắt rau đủ thứ hết á. Nó gọi là general knife in the kitchen. Ok, but anyway thì again cảm ơn các anh chị nha for another fun episode tonight. So tạm biệt and có thể ngày mai gặp, không gặp ngày mai á là tại vì Chef Cowboy phải cần đi kiếm văn phòng mới để mua vô. Rồi bây giờ sẽ đổi văn phòng. Rồi bây giờ văn phòng bên kia thì nó tăng rent lên quá cao. Thì bây giờ mình phải cần đi kiếm văn phòng mới. Ok. Rồi, chào các anh chị, tạm biệt. Good night. Cheers.